bố thí người nghèo ở Ninh Thuận. Rất đông. Đồ quần áo giày dép xuống hai xe màu xanh và xe màu đỏ, xe 50 chỗ và xe 29 chỗ. Rất nhiều bà con đến nhận quà.
rất nhiều bà con đến nhận quà. Ở đây là thôn Văn Hóa An Hòa, xã Xuân Hòa, Ninh Thuận. Vô bên trong mà. Dạ. 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 Rồi từ từ đi. Ủa ông nào, vợ giùm cho ông nào. Có phận rồi, an tâm đi con á. Đi nè. Vô đi con. Các bà cụ đang nhận quà rất đông. Và ông cụ. Các quà tặng gồm có giày dép, quần áo, gạo, mì, dầu ăn, bột ngọt, đường, nước tương. Các quà tặng gồm có tập viết